Chương 85, những ngôi sao. Thề bởi bầu trời chứa các chòm sao. Thề bởi ngày đã hứa. Thề bởi người chứng kiến và điều được chứng kiến. Đám người úp đút một thật đáng bị nguyền rủa. Lửa trong đó được đốt bằng củi. Chúng ngồi xung quanh bên trên nó nhìn ngắm. Chúng chứng kiến những gì chúng đang làm đối với những người có đức tin. Lý do khiến chúng hận thù họ chỉ vì họ có đức tin nơi Allah, đấng chí tôn, đấng đáng ca ngợi. Ngài là đấng thống trị trời đất, và Allah là nhân chứng cho mọi sự việc. Thật vậy, những kẻ đã hành xác những người có đức tin nam và nữ rồi không ăn năn hối cải sẽ bị trừng phạt trong hỏa ngục và sẽ bị hình phạt thiêu đốt. Quả thật, những người có đức tin và hành thiện sẽ được ban thưởng các ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy. Đó là một thành tựu vĩ đại. Sự túm bắt của Thượng Đế của ngươi chắc chắn rất dữ dội. Thật vậy, chính Ngài là đấng khởi nguồn sự tạo hóa, và Ngài là đấng sẽ lặp lại nó. Ngài là đấng tha thứ, đấng tràn đầy tình thương. Ngài là đấng chủ nhân của chiếc ngai vương oai nghiêm và vĩ đại. Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Ngươi thiên sứ Mohammed đã nghe câu chuyện về các đội quân chưa? Cả câu chuyện của Pharaoh và Thammuz. Không, những kẻ vô đức tin luôn cứ phủ nhận. Chắc chắn Allah sẽ túm lấy chúng từ đằng sau. Không, nó là cơ an vĩ đại và thiêng liêng. Trong An-Lau-U-An-Mafu, bản văn lưu trữ trên cao,